Hình ảnh vỉa hè trên nhiều tuyến phố của Hà Nội những ngày gần đây, chỗ không còn nguyên vẹn, nơi là điểm tập kết vật liệu, chỗ đi bộ không còn, người dân đành đi chung với xe cộ. Bình thường thì hàng quán đã lấn chiếm rồi, còn bây giờ thêm tôi đi suốt từ dưới kia lên đây, không có chỗ nào mà đi, toàn đi dưới lòng đường thôi. Mà hình như là lúc nào cũng đến cuối năm là bắt đầu là cứ đào đường thì tôi không hiểu là kế hoạch như thế nào. Buổi sáng là thời điểm cửa hàng của chị Hường đông khách nhất, nhưng giờ chỉ lác đác vài người. Hai chồng đá chiếm gần hết mặt tiền cửa hàng, khoảng trống duy nhất chỉ đủ của chiếc xe máy. Trước cửa hàng như này mà chất hai cái đống gạch to đùng như này cũng rất là khó cho chị kinh doanh. Không có chỗ đỗ xe thì đương nhiên là không có khách vào ăn rồi. Mà khách mua về thì nó ùn tắc, ảnh hưởng đến lòng đường rất là nhiều, cho nên người ta cũng tránh. Nó bụi vào trong nhà này, xong rồi là nó bẩn, nó mất vệ sinh. Cứ dàn trải nay nó một chỗ, mai nó lại một chỗ. Và nó không, ví dụ có thể là hôm nay lắp vào rồi, xong ngày mai lại thấy không ấy, lại họ lại đào lên, xong họ lại lắp như cái gì đấy. Khoảng 2 tháng trở lại đây, vỉa hè nhiều tuyến đường thuộc quận Cầu Giấy, Ba Đình, Đống Đa, Thanh Xuân được duy tu thay mới. Việc thi công chủ yếu được thực hiện vào ban đêm. Thời gian thi công ngắn nên việc đẩy nhanh tiến độ các hạng mục gặp không ít khó khăn. Vỉa hè chưa được hoàn thiện, vật liệu xây dựng còn ngổn ngang. Đây chưa phải là những chướng ngại vật duy nhất mà người dân gặp phải. Trên tuyến phố Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy có những điểm cống ngầm được bậy lên nhưng không hề có che chắn hay biển cảnh báo. Theo những quan sát thì tuyến đường này khá ít phương tiện chiếu sáng. Điều này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân, đặc biệt vào ban đêm. Cái đồ vướng ở chân thì nếu đi không cẩn thận thì có thể vấp vào ngã bị thương. Ngày nào cũng hỏi bao giờ xong với cả bao giờ nó hoàn thành ấy. Đấy là câu là ngày nào các chị em cũng nói với nhau. Bao giờ xong? Đó cũng là thắc mắc của những hộ kinh doanh như chị Hường. Vì xong sớm chừng nào, việc buôn bán của chị mới bớt đình trệ chừng đó.